bây giờ là bên chúng ta đã đến với nhạc đường trực tiếp tại sân đá Hà Yến Thu Đào để theo dõi trận cầu của ca thủ FC anh em và anh em Khmer. Như vậy là đã có bàn thắng để mở đầu cho trận đấu ngày hôm nay. Tình huống ghi bàn dành cho ca thủ anh em Khmer. Người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 22. Tình huống ghi bàn của Phong Đăng. Chúng ta cũng theo dõi lại pha ghi bàn dành cho cao thủ anh em Khmer. Đó là pha bóng mà cả Tố Xít cùng với số 7 Bình Bò đã nỗ lực để phòng ngự. Nguy hiểm ở một công suất rất đẹp, nhưng cao thủ của FC anh em đã làm đơn chuyện để có thể đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Một tình huống tốt. Chúng ta cũng theo dõi lại pha bóng, đó là tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ áo số 8 Hữu Tiến của cao thủ FC anh em. Quả đá bóng cho mình gần cháy. Đó không phải là đầu tiên mà cao thủ áo đỏ xuống bóng ở cái này, nhưng lần này thì hiệu quả và bàn thắng đã đến. Phong Đăng áp sát cây của Hữu Tiến và cơ hội của FC anh em. Đường chuyền cơ hội vẫn còn. Tình huống xử lý là hơi hiền của một đội ở bên trong. Đáng lẽ ra cần phải có một pha xoay sở tốt hơn nữa. Không nhiều những cơ hội giống như vừa rồi dành cho cầu thủ áo đỏ. Sự đấu ám tốt của Hữu Tiến và đối phương đã mắc sai lầm. Có cơ hội và có tình huống trọng tài cất còi và sẽ có chiếc thẻ. Thẻ vàng được rút ra và đá phạt dành cho cao thủ của FC anh em. Lần đây bóng bật vào lưới và tỷ số là 2-1 dành cho cao thủ FC anh em. Đó là lần thứ 3 mà cầu thủ không số đá trung vệ của FC anh em tham gia tình huống đá phạt. Lần này đã có một chút yếu tố may mắn, bóng bật hàng rào và găm thẳng vào lưới khung thành của thủ thành Ba Bảo để giúp cho trận đấu có thêm bàn thắng. Cội tình huống dành cho Hữu Tiến, nguy hiểm. Các thủ FC anh em đang liên tiếp tạo ra những sức ép tốt. Đó là cầu thủ. Pha bóng lộn xộn. Và như vậy là bàn thắng được công nhận dành cho cầu thủ của anh em Khmer. Tỷ số được cân bằng là 2-2 và người ghi bàn thắng đó là Quang Nguyễn. Nó đến từ một tình huống đá phạt góc đánh đầu rất nhẹ của Quang Nguyễn, nhưng nó lại tạo ra một pha bóng lộn xộn về khung thành của FC anh em, đủ để mang đến đội trưởng và thủ thành của cao thủ áo đỏ. Nguy hiểm. Đây rồi. Rất nhẹ nhưng nó vừa đủ dành cho cao thủ FC anh em. Đưa tỷ số của mình lên con số là 3-2. Vừa rồi cũng đã khá vất vả cho thủ thành Bảo Bảo. Một pha bóng mà dường như thủ thành Bảo Bảo đã có thể kiểm soát tình hình, nhưng sau đó thì anh đã bị đánh bại hoàn toàn. Và nhìn đối phương gia tăng khoảng cách. Thỏa mãn sơ lộ. Thủ bóng của số 12. Hợp lý, Quang Nguyễn. Cối. Đường chuyền Thanh Bôi. 3-2 cho anh em Khmer. Ngay sau khi tình huống nâng tỷ số của cao thủ bên phía FC anh em, thì Thanh Bôi cũng đã đưa trận đấu một lần nữa trở lại trạng thái cân bằng. Rất kịch tính và tình huống vừa rồi là rất vừa vặn dành cho Thanh Bôi. Hỗ trợ kịp thời của Phong Mèo, Quang Nguyễn. Khoảng trống cơ hội. Tỷ số là 4-3 dành cho cao thủ anh em Khmer. Quang Nguyễn và Thạnh Mùi. Tuy nhiên bàn thắng vừa rồi chúng ta có thể nói rằng số 10 xứng đáng. Tuy nhiên thì pha trả bóng cuối cùng lại là của số 11.
để khiến cho bóng đổi hướng. Với một cú dứt điểm rất mạnh của Quang Nguyễn. Phạm Phản Công. Đây rồi, Thanh Bối. Cú dứt điểm không vào. Bóng đi ra ngoài. Đối với vừa rồi số 11 Thanh Công thì dường như đó là một tình huống ấn định tỷ số nguy hiểm. Các cầu thủ của FC anh em họ cũng đã tỏ ra rất nhanh trong những pha tấn công. Triển khai tấn công nhanh. Mất bóng rồi. Rất nỗ lực nhưng đó là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu khi mà trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại cú pha tài giao hữu của các thủ anh em Khmer và FC anh em. Chiến thắng chung cuộc là 4-3 nghiêng về các thủ anh em Khmer. Cảm ơn đội bóng đã bàn đến trận đấu ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả của đang theo dõi. Đừng quên quay trở lại lúc 8 giờ sáng mai từ sân vận động Cao Nhất. Còn bây giờ tôi là nhân của ngày mai kết năm má tại đài Cao Bằng.